Dạ, lúc này đó, dạ, chín bông. Dạ. Dạ. Dạ, bên kia là mới là đặc sắc hơn, có dạ, rất dạ. Nhiều. Đây là anh Lan là một người luôn luôn lo lắng cho nên quý vị bác mẹ bà con cũng ủng hộ rất là nhiều. Đây là đủ tập xuân, chúng tôi có màu vàng và màu đỏ đã được thỉnh hết rồi. Dạ. Màu vàng, màu đỏ và một cái màu tự nhiên thôi. Dạ. Thì dạ. Chú có biết cái cây này mà bán bao nhiêu không? Cho... cái này thì chúng tôi bán một bó vậy đó là 20 đồng. Dạ. Bó. Dạ. 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 Và đây là bông giấy bonsai. Dạ. Thì bông giấy giá tiền bao nhiêu? Thực sự cái bông giấy giá thì cũng tùy vào chậu lớn, tùy theo chậu lớn chậu nhỏ. Ok. Dạ, thì cái chậu hiện tại là 45 đồng nha cả nhà. Dạ. Ok. Toàn xin chào cả nhà nha. Toàn được biết chùa Liên Hoa có bán rất là nhiều bông. Thì hôm nay Toàn đến đây, Toàn sẽ quay một cái clip chùa Liên Hoa bán bông. Thì bây giờ Toàn mời cả nhà cùng với Toàn đi vào bên trong chùa Liên Hoa xem những chậu bông đẹp như thế nào nha cả nhà. Thì cả nhà, đây là mình đang đứng ở chùa Liên Hoa nha cả nhà. Đó, đây là trong chánh điện của chùa Liên Hoa đây. Thì chùa Liên Hoa hôm nay tổ chức bán bông Tết nha cả nhà. Đó. Thì còn quay một chút xíu cho cả nhà xem. 20 đồng một cây. Đây là mỗi cây tùy theo nha cả nhà. Màu đỏ là đuốc. Ở bông đuốc hả? Cái đuốc á. Dạ. Cái đuốc đó. Dạ thì ở đây người ta nói bông này là bông cây đuốc. Dạ, đuốc. 25 đồng một cây. Đuốc có thanh keo đỏ cao người có giống cái đuốc rồi. Dạ dạ. Ồ, trời, đó, tùy theo mỗi cây có giá tiền khác nhau nha cả nhà. Dạ. Dạ, kính thưa quý khán thính giả, chùa Liên Hoa chúng tôi năm nay đặc biệt là có rất nhiều bông hoa để cho đồng bào thỉnh về thưởng thức 3 ngày xuân. Và dạ, đây là hoa đuốc. Còn đây là cúc chùm. Dưới giá tiền là 18 đô. Dạ, cúc chùm 18 đô. Dạ. Đây là cúc đại đó. Dạ, cúc đại đó. Dạ, 9 bông. Dạ. Dạ, bên kia là mới là đặc sắc hơn. Có dạ, dạ. Nhiều. Đây là anh Lan là một người... luôn luôn lo lắng cho nên quý vị bác mẹ bà con cũng ủng hộ rất là nhiều. Đây là đủ tập xuân, chúng tôi có màu vàng và màu đỏ đã được thỉnh hết rồi. Dạ. Màu vàng, màu đỏ và một cái màu tự nhiên thôi. Dạ. Thì dạ. Chú có biết cái cây này mà bán bao nhiêu không? Cho... cái này thì chúng tôi bán một bó vậy đó là 20 đồng. Dạ. Bó. Dạ. Dạ. Rồi cái gì nữa chú? Đặc biệt thì mai Mỹ đó, thì hiện giờ hết rồi. Dạ. Nhưng mà ngày thứ ba dạ. mấy cái farmer đó dạ. Họ sẽ cung cấp có rất nhiều bó thấp và bó cao cho mai Mỹ. Dạ thì hiện tại giờ một cái bó này là bán bao nhiêu vậy? Dạ. Chú? Mỗi bó là 25 đồng. 25 đồng. Dạ, dạ. Ok. Xin lỗi. Mai vàng là 40 đồng một bó. À 40 đồng ha. Dạ vâng, 40 đồng, à, xin lỗi. Ok. Dạ, nhiều quá. Không nhớ. Và đây là những cái cây cúc mà vô chậu. À, không phải, xin lỗi, cây chanh. À. Dạ. Gọi tắc ngọt đó. Dạ. Ở chậu đem về và bà con có thể hạ thổ và trồng nó lên cao. Dạ dạ. Còn cái loại đây năm nay là cây này đặc biệt lắm. Mới có lần đầu. Cây này gọi là cây cầu nguyện. À cây cầu nguyện. Dạ. Đây là cây cầu nguyện rất hiếm. Hôm nay mới có. Mới lạ nè. Dạ, này tắc. Tắc hả? Ủa, dạ. Có bông tắc. Là có bông rồi nè. Dạ, dạ vâng.
Thì cái cây này là bao nhiêu vậy? À, cây này giá của nó là đắt chua 100 đồng luôn chậu. À, dạ. Tại vì mắc là mắc cái chậu nè. Dạ, dạ. Cái này đó là tắc kiển rồi đó, gần như là bonsai á. Cái này là đào. Ồ, đào. Dưới giá là 60 đô ha? Dạ, 60 đô. 60 đồng một chậu đào. Dạ, dạ. Cái này là bạch đào. Dạ, dạ. Những chậu bạch thì cái này là rất là dễ thương. 100 ha. Cái này cũng 100 đồng. 100 đồng. Dạ. Vỏ trai trai. Chúng tôi có mà lan. Dạ. Lan chậu. Mỗi trung bình là mỗi chậu là 30 đồng, còn rất nhiều loại màu khác nhau. Dạ dạ. Và đây là bông giấy bonsai. Dạ. Thì bông giấy giá tiền bao nhiêu? À, thực sự cái bông giấy giá thì còn tùy vào chậu lớn. Tùy theo chậu lớn chậu nhỏ. Ok. Thì cái chậu hiện tại là 45 đồng nha cả nhà. Dạ. Ok. Đây là chậu hoa đào này là 70 đồng nè. À, dạ dạ. Đây là bông giấy. Bông giấy thì cũng có nhiều màu. Và cây này á thì nó rụng rồi nó sẽ lên trở lại. Dạ dạ. Yeah, à, thực sự ở nhà em có trồng bông giấy thì bông giấy nó chịu lạnh cũng rất là tốt. À, quý vị mà trồng bông giấy thì cứ lạc hoa đi rồi, lạc lá đi rồi nó sẽ ra hoa rất là tốt. Trên 10 chậu mà hiện giờ chỉ còn một chậu một thôi đó. Ừ. Chỉ còn có một chậu cuối cùng nha, 30 mấy chậu còn chậu cuối cùng đó bà con. À. Quý vị cố gắng đến ủng hộ cho chùa Liên Hoa nha. Đây là lan, đủ mà. Dạ. Thì giờ mỗi chậu mình có thể là giá cả khác nhau không nhỉ? 30 đồng hết. À. À, mỗi chậu lan đây là đều 30 đồng. Đây là thân tài giống mà. Đây. Đây là hồng dân, hồng đô, hồng tiền, hồng đô giáo. Thế là địa lan. Ừ, thổ lan hay địa lan đó. Mà cái đặc biệt địa lan này là mình trồng á là mỗi năm nó sẽ ra hoa dễ hơn. Yeah, cái này dễ hơn cái hoa lan kia thì khó chăm sóc thì có hoa lắm. Nó đi là 160 đồng một chậu. À, 160 đồng một chậu nha cả nhà. Đặc biệt là cái này ở Texas không có mà chúng tôi phải mua từ Cali hoặc Nha chuyển qua. Dạ. Yeah. À. Chỉ có Cali hoặc Nha mới có cây này. Dạ. Yeah. Địa lan thì rất là dễ chăm sóc quý vị, dễ chăm sóc và dễ trổ hoa. À. Không có như lan kia là phải giỏi mới trổ hoa. Thì cái này mình để trong nhà hay là sao? Để trong nhà nhưng mà thường chậu lan, địa lan thì biết rồi là trồng cung cấp. Hết 3 ngày Tết mình đem ra ngoài, mình trồng. Chuyển chỗ ẩm ướt càng tốt. À, dạ dạ. Đây có những cái chậu lan mà có 3-4 chậu cái vô thành ra là giá hơi là 140 đồng, có những cái chậu rất là đẹp quý vị. Yeah. À, đây là cái chậu nụ tầm xuân đây. Nụ tầm xuân thì thường là mình mua thì nó cũng không phải mắc lắm, nhưng mà mình trang trí ở đây có nhiều cái trang trí để với lại cái chậu rất là đẹp, do đó là quý vị có thể một mặt là mình mua đâu cũng vậy, một mặt là mình mua lấy cái phước của mình để ủng hộ chùa làm cái việc Phật. Và đây là hoa sống đời. À, đặc biệt cái hoa sống đời này nhà em trồng rất là nhiều và mỗi năm nó ra hoa, ví dụ một chậu này á mà trong tương lai mình bỏ vô chậu lớn rồi nó sẽ ra sum xê và chăm sóc nó rất là dễ, nó rất hoa dễ rất sống. Là đẹp, rất là dễ sống, dễ sống nhất và ra hoa rất mới là gọi nhiều. Là sống đời, sống đời đó, rất là dễ sống. Ta lạc một cái lá cắm nó cũng lên cây. À, là... nói thiệt quý vị mua mà mỗi chậu mỗi màu về xong rồi sau này nhân ra là quý lắm. Những cái này là mấy mình trồng mình thì bây giờ là cái bông cúc này là theo cháu thấy giữa bên kia bên này nó khác nhau với... như thế nào? Cái giá đó giá biểu. À, những điều ý nói cái này cái là cái lớn nhỏ hả? À? Ừ, không thì nhỏ. Chậu này là hoa cũng hoa cúc đầy đó ra nhưng mà có một bông thì 5 đồng. 5 đồng. Thì những cái chậu kia là cúc lùng, cúc đầy đó lùng trời, thì 28 đồng có cái chậu đẹp, còn cúc đầy đó một câu này thì 26 đồng mà bởi vì không có chậu nhưng mà cũng có bạc cái giấy đỏ. Dạ. Thì cái chương trình của mình bán chợ Tết là giờ từ tới 30 Tết. 30 Tết luôn. Dạ, tối 30 Tết mới là chấm dứt. Thì ngày nào mà mình cũng tới đây mình cũng có thể mua được hết hay là dạ chỉ vâng, có cuối tuần thôi? Dạ vâng. Mỗi ngày là từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ chiều. Bên kia có những cái loại cây lớn. Dạ dạ. Hello. Này là 26 đồng thôi.
À, chậu này thì cũng là chín hoa nha, hoa nhưng mà chậu này nó rẻ hơn chậu này tí xíu bởi vì không có cái chậu nhựa mà có bọc giấy đỏ, còn chậu này có cái chậu đen mà bọc. Chậu này là chín bông hết chứ? À là chín bông hết. Ok. Dạ dạ. Thì như tôi đã nói với anh chị em, mỗi tuần thì ngồi cái vấn đề hoa quả thì ở đây cũng có bán cây, những cây thì chắc quý vị cũng hiểu một điều nữa. Lan nói vậy chứ mà dễ mà không dễ, mà khó thì không khó. Đôi lúc có những cái cây lan mà nếu mà quý vị mà bỏ cái trái tim mình mà để mà chăm chút nhiều quá đó, nhiều khi nó lại óng ẹo, nó không chịu bền. Tức là thế này nè, mình cứ mặc kệ, mỗi một tuần tưới một lần nước và để ngay cái chỗ nắng. Và lan thì rất là thích hơi ẩm, nếu mà hơi ẩm như là ngay chỗ cái sinh rửa chén của mình với cái cửa sổ đó thì coi như là nó rất là bền. Cây lan của nhà tôi nó nở tới cho đến bây giờ là 3 tháng rồi mà vẫn còn rất là đẹp. Lan đẹp lắm, lan nó rất là bền. Và bên chúng tôi có những cái cây, đây là lan, nhưng mà cái chậu này nó là chậu hoa giấy. Rồi, cậu. Cái là chậu này hoa giấy, nhưng mà hoa giấy có lẽ mình phải bưng ra ngoài nắng thì nó mới nở hoa tiếp. Yeah. Đánh bỏ trong này trông đẹp ghê. Còn đây là một loại đào màu đỏ của Mỹ thì chúng tôi vẫn gọi là blooming queen. Thì trồng trong cái chậu này. Yeah. Cũng chỉ để những điều trong nhà thôi. Yeah, sau đó mình phải mang ra ngoài sân. À. Mình phải trồng ngoài sân. Yeah. Chắc quý vị biết rồi. Lucky money. Lucky money. Đó, thì nó chỉ có, chúng tôi có những cái cây như vậy thôi. Yeah. Đi mua ở đâu thì cũng vậy. Nếu mà quý vị thương chùa, quý vị vui lòng tới để có thể mà giúp chùa trang trải mọi thứ. Mua đâu cũng thế, ở đâu cũng có. Hoa đâu cũng nhiều, hoa chỗ nào cũng có, nhưng mà mua ở đây thì nó vẫn thích hơn. Mình vừa làm phước mà mình vừa có hoa đẹp. Thành ra chúng tôi xin mời đồng hương ghé thăm chùa để ngắm những cái bông hoa của chúng tôi ở đây. Trân trọng cảm ơn nhiều. Dạ, yeah, ok. Ok, thì cô ơi, cô có thể biết số điện thoại hoặc địa chỉ ở chùa mình không? Để cho quý Phật tử có thể tiện đường biết cái địa chỉ tới nhà chùa của mình không ạ? Vâng, địa chỉ của chùa Liên Hoa là 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Và cái số, cái phone number là 2819885550, và một cái số phone nữa là 2815308899. Bây giờ chùa mình nó có một cái rất là tiện nghi, là nếu mà quý vị không có mang theo tiền mặt để trả thì quý vị có thể giao. Chúng tôi ở chùa thì không có cái máy, không có cái terminal, cái credit card machine, nhưng mà quý vị có thể gieo tiền qua cái số, cái email của chùa. Nó là cái số email của chùa là lienhoahouston13@gmail.com. Dạ. Thì cho cháu hỏi lại những cái số mà cô mới vừa đọc, vị liên lạc cái người bác đó tên gì hay như thế nào chùa? Dạ thưa không, cứ gọi cái số, những cái số mà tôi vừa đọc lên thì sẽ vẫn có người, tức là có thể là thầy trụ trì hoặc là anh Bùi Lang sẽ nhấc phone lên. Ở đây chúng tôi có bánh, có cái kẹo hương. Kẹo hương rất là đặc biệt thưa quý vị. Rất là đặc biệt, kẹo hương ăn rất là ngon. Và còn kẹo mè sừng nữa. Ở dưới này là mè sừng nữa. Đi đâu cũng thế thôi, mà tôi thấy là ăn, tôi ăn rất nhiều, nhưng mà tôi thấy là chỉ có cái nơi này là bán kẹo ngon nhất. Làm chỉ có làm cái vào cái ngày ngày Tết thôi quý vị, chứ còn ngày thường thì
thì kiểu người ta không có làm. Còn đây là mứt sen, mứt sen, mứt sen của Thiên Hương Rồng Vàng, dưa chua, mứt gừng, và chúng tôi có bánh tét. Năm nay không có bánh chưng, nhưng mà bánh tét thì bán được, tại vì bán nhiều bánh tét cho nên mới làm bánh tét. Còn đây nữa là mắm chưng, đậu nhồi và cá thu kho và gà xé. Ngày mai gà khô lắm, hay quá. Còn cái này là bì nữa. Cái này là mắm, trời ngon quá, ngon quá. Thì cái gian hàng mà bán đồ ăn của mình nó vậy là đâu hàng nhiều lắm, tại vì thế này là bởi vì hôm nay nó mới là cái ngày thường, tức là cái ngày working, cho nên chỉ có bày thế này thôi. Nhưng mà tới cái ngày mai thì rất là nhiều, thưa quý vị, rất nhiều lắm. Rất nhiều món ngon nữa. Vậy gian hàng của mình như vậy bán đồ ăn vậy là hàng ngày hay là chỉ có cuối tuần thôi gì? Chúng tôi chỉ làm cuối tuần thôi. Cuối tuần thôi. Chỉ có cuối tuần chứ còn hàng ngày thì ai tới đi làm đó, thì mình bán luôn cái đến 30 Tết. Nhưng mà những điều vậy là từ đây tới 30 Tết ngày nào cũng có hả dọc sao cô? Phải. Còn sau 30 Tết rồi ta riêng rồi đó. Thì mình thì... bán ngày này chủ nhật. Dạ. Yeah. Ok. Sáng là có bán rồi. Dạ. Yeah. Ok. Thưa quý vị, năm nay là năm con rồng vàng. Năm Giáp Thìn thì ở chùa Liên Hoa có lễ đón giao thừa vào ngày thứ sáu mùng 9 tháng 2, thì chúng một thì chùa có văn nghệ từ 8 giờ đến 11 giờ khuya, và giao thừa thì từ lúc 11:30. Sau đó thì có trong lúc có giao thừa, có múa lân, có văn nghệ, có lì xì, có chúc lộc và có phát lộc. Còn mùng 3 ngày Tết đó, thì mùng 1, mùng 2, mùng 3 chùa mở cửa để đi lễ Phật đầu năm từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Sau đó là chùa có cái lễ thượng nguyên rằm tháng riêng vào ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 2 lúc 10 giờ sáng. Còn cái hội chợ yêu thương là 3 ngày cuối tuần của tháng 3. 3 ngày cuối tuần, không phải là cuối tuần của tháng 3 mà đầu tháng 3, tức là mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 3 sẽ có cái hội chợ xuân yêu thương ở chùa Liên Hoa. Như chúng tôi đã vừa nói với quý vị là mình sẽ có cái chương trình văn nghệ rất là hay. Chương trình văn nghệ chúng tôi có nhìn thấy nhiều ca sĩ: Trần Thái Hòa, Diễm Liên, Thanh Tuyền, Hoàng Thụy Vi, Duy Trường, Mai Quốc Huy, Trà My, nhiều lắm, Hà Lam Anh, Mỹ Hạnh, Anh Khoa, Hồng Diễm, Đan Phương, Nguyên Lê. Đây, chúng thấy có rất là nhiều ca sĩ mà được mời từ khắp nơi đến, và ngay cả và những ca sĩ tại địa phương của chúng mình, tại Houston này đến rất vui. Thì mong quý vị đến để gặp gỡ, hàn huyên và có thể nói là enjoy cái chương trình văn nghệ rất là đặc sắc và phong phú của chùa Liên Hoa năm nay. Thưa quý vị, chúng tôi mới ở chùa Liên Hoa, Hòa Thượng Huyền Việt vừa mới thỉnh bốn, coi như là bốn nơi động tâm về đây, vừa mới an vị khoảng chừng một tuần lễ ngay thôi. Vừa mới ăn vị mà trước mặt chúng tôi là Đức Phật Thích Ca thành đạo. Và đây là Đức Phật là chuyển thánh luân. Đức Phật là đang giảng thuyết pháp cho năm vị Kiều Trần Như, anh em của năm vị đệ tử đầu tiên của ngài. Dạ, đây là Đức Phật nhập Niết Bàn.